Hello, xin chào cả nhà mình nhé. Hôm nay thì em Mạnh lại tiếp tục lại có mặt ở cái trang trại chăn nuôi cái đàn gà bị cái bệnh hen ORT mà ghép với cả coryza đấy mọi người ạ, là bị đau mắt đấy. Thì hôm qua thì em Mạnh đã cùng với cả bác sĩ thú y đi tiêm mũi thứ nhất rồi mọi người ạ. Thì hôm nay em Mạnh lại tiếp tục cùng với cả đại lý thuốc thú y Long Hường đi điều trị tiếp tục là mũi thứ hai và được tiêm bằng thuốc của công ty của em Mạnh. Đây thì em Mạnh quay qua một chút về cái phác đồ điều trị và những cái thuốc gì mà hôm qua đã tiêm thì hôm nay sẽ là tiêm kết hợp lại nhé mọi người nhé. Đây là tiêm ít nhất là phải tiêm 3 mũi. Tiêm 3 mũi. Vâng, cái liệu trình điều trị này thì chúng ta tiêm là tiêm 2 mũi mọi người nhé. Thì vẫn kết hợp như hôm qua thì vẫn sử dụng cái cặp tiêm là TTPA01, sử dụng cái kháng viêm chymosin mọi người nhé. Tiếp theo là vẫn kết hợp Nanco, gồm vẫn có cả Meta Footmax này, và không thể thiếu được là cái Dipyrone mọi người ạ. Cái này thành phần nó là Anagin và vitamin C. Ok, thì em Mạnh xin phép quay cho mọi người về cái đàn gà hôm qua thì em Mạnh đã quay mọi người nhé. Hôm qua thì em Mạnh đã quay cho mọi người về cái đàn gà nó đang bị hen ORT với cả coryza. Thì hôm nay em Mạnh qua đã tiêm được 1 mũi rồi. Thì đây mọi người có thể nhìn thấy là con gà hôm nay nó đã khỏe mạnh lên rất là nhiều. Nó cũng đã giảm được cái tình trạng là gà nó bị khò khè rồi nữa. Đấy, như hôm qua em Mạnh quay thì mọi người xem lại cái video hôm qua em Mạnh đã đăng đấy ạ. Thì cái đàn gà hôm qua thì nó rất là yếu. Nó có con là tình trạng nó bị khò cái. Đây là đàn gà sau khi tiêm được 1 mũi. Và để dứt điểm được cái bệnh hen ORT này thì chúng ta nên đánh là 2 mũi mọi người nhé. Tiêm 2 mũi thì nó sẽ là trị dứt điểm luôn. Ok mọi người, khi nào tiêm xong mũi thứ hai thì em Mạnh sẽ quay lại quay video cho mọi người về cái tình trạng của con gà nhé mọi người nhé. Ok, chúc mọi người một ngày mới vui vẻ và hạnh phúc, tràn đầy năng lượng.